Đây là đứng đây quản lý đây. Muốn theo cho anh vào cái ấm nước ấy. Không quản lý đi. Anh không rớt cả. Bốn mà. Chưa, đứng đây, đứng đây. Em Hà đứng đây. Đứng đi. Không. Đây đứng đi. Được chưa? Dạ rồi, ok. Bắt đầu chưa? Rồi, ok rồi. Con đừng quay á. Đây là sự kiện coi như có 102 đâu. Nếu lần thứ hai thì anh không làm nữa. Rồi. Bằng nào hôm nay làm là quyết định ký kết rồi. Rồi, bằng nào rồi. Bằng nào mới bắt cả. Không có ký lần thứ hai nữa nhá. Bằng nào mới bắt cả luôn. Ai không làm là người đó có tội. Vâng. Không làm có tội. Vâng, bằng nào mới bắt cả. Bắt cả hết rồi. Không làm là có tội. Còn tội với ai? Lương tâm tự hiểu. Không nói. Tội với lương tâm. Không tội với ai? Các chú tự hiểu. Còn anh nói không làm là có tội thì chính mình. Nói là phải làm. Còn nơi nói anh đời anh. Anh hứa. Chứ không hứa nữa là anh làm, bởi vì hôm nay giao cho chú Lưu 40 hecta đất. Chú là chủ. Không, chú là chủ. Anh giao cho chú này bốn anh em ơi. Nhá. Cùng lo. Lên hòa với nhau hết. Cùng làm, cùng vui, cùng hướng. Vâng. Nhá. Rồi vào, thằng kia vào quay. Còn tội vạ đâu anh chịu hết. Nếu không được anh chịu hết thì các chú không phải chịu. Nếu không sao không được. Anh chịu hết cho các chú. Tất cả là anh các chú. Anh chịu hết để cho biết rằng anh khẳng định rằng anh sẽ làm bằng được, còn trời cho anh sẽ được. Chứ hôm nay anh không ngờ rằng một cuộc coi như tiễn đưa, không một cuộc tiễn đưa. Trời đi. Chơi cho anh, cho cả bọn này. Không thì các em là coi như em của anh và cùng làm cùng hưởng. Thì anh đâu có hưởng một mình. Và nếu đúng. Nếu mà nói em gần 70 tuổi đầu rồi mà chưa thấy hôm nào có anh hôm nay. Không. Không thật chắc đấy, hôm nay ngồi đây tao rượu nói hay lời nói, nhưng mà các chú khẳng định rằng ông thầy dạy khổ và ông ấy coi như đón và đưa anh em mình nhận đến là đón. Không, đưa ra tận xe thì anh cảm lạy trời đất rằng việc anh trời giao anh phải làm. Anh hứa với các chú anh làm bằng kỳ được. Còn nếu không, trời không, coi như... Không. Không, nếu không được, thì không, trời phạt anh, không phạt các chú. Không. Anh nhận trời phạt anh, không phạt các chú. Không, trời phạt anh chịu hết. Không phạt cả em luôn. Không phạt các chú. Đừng để, vì anh mà các chú mang tội. Không, anh thề. Anh không phạt. Không, anh thề rằng, anh nhận. Em không có người nghĩ có tội. Còn nếu sau này, cái đó anh không ở đó. Thì các chú đến đây rất vất vả. Cho nên buộc anh phải ở đấy. Không, anh không ở đấy, các chú không đến được. Bởi vì tôi chưa thấy có mỗi chú Lưu dám theo anh lên tới đỉnh. Nhưng mới nửa hồ nhé, nửa hồ chứ chưa tới đỉnh. Nói như thế để em biết nhé. Thì anh phải dẫn dắt các chú tới đỉnh. Thì ông đi biến cho em đến cái chỗ hai cái nhà sống. Rồi đừng kệ nó. Chú đến đấy thì con thầy dạy hổ nó mới ra. Xong rồi nó ôm lấy ông này, nó ôm lấy anh, chứ nó không ôm ông này. Không, rồi em ơi, không. Đến lúc khi ông này cứ tìm nó ở đâu, thì nó lại dẫn anh đi với ông này lên trên mặt gần đập rồi. Anh ngó lại anh ngoại, anh bảo, Lưu ơi, Tích ơi, đấy, lên đi. Nó lên đây rồi. Thì nó ở trên này rồi. Mà ông này cứ đang meo 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 meo. Nguyên chủ tịch xã cũ mà phát ngôn trên này và hơi bị không chưa đấy đời em không biết gần bảy nhưng mà nếu nói chuyện với người khác đời anh lần này mới là một chị... là được thầy của Chúa Sơn Lâm anh em mình mới chứng kiến đón đưa nói không ai ghi được này không ai ghi được nói không ai ghi được đâu nhưng mà mình hôm nay mình đúng. Tất cả đúng. Không quay được cái cảnh đấy đúng rồi. Không quay không trời ơi quay nhìn anh chú nói cái cây lá chè thuốc anh còn chụp được và tại sao nó tiễn đưa mình ra đến lúc nó ngồi bên kia nó ngồi thu lu không ai để ý đến để mà chụp nó thế không quay được không nó cũng là cái không nó là một cái điều
muốn nhắc nhở rằng nay mai các ông không có cái gì để lưu, các ông phải tìm đến nó, không còn gì để lưu để mà ngồi nghĩ. Mình đi tuột luôn đâu, các ông nghĩ là còn phải quay lại. Không, anh nói thật chứ, khi tôi người đầu tiên này đấy, sắp tới tuần này nói lưu lưu ra, khi anh thấy nó nằm bên kia nó cuộn tròn, ủa mà anh giật mình ấy bảo mấy thằng này, anh đang nghĩ trong bụng là mấy thằng này đánh nó, nó sợ, nó không dám đánh nữa, không thề trong lương tâm anh nghĩ ngay rằng mấy thằng này đánh nó, thế thành ra anh cứ đứng ý nghĩ xấu là bởi vì anh nghi, không anh nghi cho nên cái bán nghi cũng anh ý nghĩ thế này nha, khi anh đứng anh vẫy đây này, anh đứng anh sang bên này anh vẫy nó hai lần, nó cứ làm im quay, anh lại càng nghi hơn là cái thằng này chắc đánh nó đuổi nó không thể làm nữa. Ủa làm muốn quyến rũ nó này, ôi ai biết được rằng các ông về đi, tôi không muốn biết các ông nữa, bởi vì các ông lên xe rồi tôi không chạy được. Hẹn ngày gặp lại. Còn hẹn ngày nào các ông không đến thì hôm nay đúng là không ghi được một bút tích gì. Tại sao? Máy của anh có lúc nào anh đi quay mà làm sao có một cái cảm nhận mà linh thiêng nhất thì lại không ghi được. Em suy nghĩ này, trước cái đình một nếu mà chưa chắc đáng được hình này. Thế cháu mới quay nổi đấy. Cho nên bây giờ nếu lý giải, nếu anh nói bây giờ anh có thể quay như đuổi thằng Bí Thư Tỉnh ủy nhá, nếu nó khùng với anh ấy mà anh chỉ bằng được không, anh thề đấy. Nhưng mà cuối cùng anh không nói không làm, anh về mà nó sợ anh luôn đấy. Em chỉ hết không phải làm được đấy, đúng và các bộ làm được nên mới quay được với anh rồi này. Không có nhân gì, không có nhiều người nói với người bạn thân hôm nay có chuyện hôm nay phải chắc có ông chưa tin không, cái này thì em phải nhân rộng nào. Chúng nói là bảo chúng kể chuyện cổ tích. Vâng, gần tới cái tuổi chưa thấy bao giờ. Làm sao thấy? Anh trước giờ anh nghi oan đấy, bởi vì trong đầu anh vẫn còn có cái bán tính anh đi. Là khi cô Hà có bảo rằng là nói con mẹ mang điện xe xui và trên đường anh bị nó rỉ vào tai, thế thành anh lùi lại. Anh lùi lại đi tìm thằng Hòa, là thằng coi đệ tử của anh nó vẫn đang đi sau, vẫn cách chú đi trước, nhưng mà không cảnh diễn ra. Ngay bây giờ nói anh mới nghĩ ra cái này là trời đã định rồi. Và bây giờ anh mới thấm rằng anh hiểu lầm cũng là cái mà phải quyết tâm. Tại sao lại ghi cho các em đánh nó? Có đánh không? Không, anh ghi không nó đánh. Chúng ta đứng gần bế đó, Lâm hay là nói vui, nhưng mà Lâm như này, trẻ con thì mình rất quý. Thế mà khi không, tại sao nó lên vàng nó quấn mình, mà khi ra nó đứng bên kia. Đấy. Anh rơi nó bán đấy. Nó sợ luôn. Nó sợ luôn. Nên mình mới nghĩ là muốn gần mình. Cậu đánh nó. Cả ơi. Không phải. Cả ơi. Nó không muốn theo đâu là gì, bởi vì việc của nó ở lại. Đấy. Chuyện này em nói thế này là xong rồi dừng này. Rồi. Em ra. Em rất thích. Em bảo thằng lái xe thế nọ thế kia đấy nhá. Bây giờ có này. Có cô Hà là phụ nữ người số 1. Có anh Niu là mấy anh Hoàng. Rồi. Lái xe em bảo này. Em rút tiền ra, em mua mía, nếu lo nhất trí em bế được nó cho em có tiền thuốc đất. Nếu là có tiền thuốc đất, lại em mua. Nó chạy. Không chấp nhận. Nó không chấp nhận. Chính là nó là con mèo rạt. Không phải là con mèo. Làm sao mà có con mèo ở trong rừng hoang? Thế nên dứt khoát là phải là chúa Sơn Lâm. Đúng rồi, nhưng mà nó lại là hình con mèo. Tất cả là sự thật nhá. Thầy của chúa Sơn Lâm. Tất cả là sự thật. Chưa con
đón và đưa anh em mình ra tới xe. Nếu việc này không làm là có tội, các chú quay về các chú phụ nữ là người số một, không làm là có tội này. Người số một chỉ muốn cô Hà đi, còn nữa đi, ba người là đông nó chứng kiến với em bây giờ đấy, còn ba người là đông nó chứng kiến với em bác cả. Không, anh hứa là anh có ở trong năm hai thì chỗ anh vẫn ra là bạn thôi, em quên đi, em rồi. Đừng có nói gì nữa. Rồi, nhớ nha. Chắc con không? Sau Tết đúng rằm tháng riêng anh ra. Thì còn gặp hay không là rằm tháng riêng anh đã coi như ở ngoài Bắc rồi. Còn việc đi hay không gặp.